Sinh đôi à? Dạ không ạ. Dạ. Sinh đôi nhưng khác ngày ạ. Hai chị em ruột à? Dạ. Giống nhỉ? Dạ, lời nói đầu tiên cho phép con gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến chú Trấn Thành, chú Trường Giang và chú Ngô Kiến Huy cùng toàn thể tất cả mọi người ạ. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép con được chào giống chị con ạ. Con xin tự giới thiệu, con tên là Ái Quy ạ. Còn con là Ngọc Quyền ạ. Dạ, hai đứa đến từ Bình Định ạ. Khu vực nào của Bình Định? Dạ, ở huyện Phù Cát ạ. À, Phù Cát hả? Dạ. Tụi con đến với chương trình Thách Thức Danh Hài lần này, trước là để thi, sau là để gặp mặt chú Thành, chú Giang, đặc biệt là chú Huy ạ. Tại vì con rất là mến mộ chú Ngô Kiến Huy ạ. Ồ. Cùng câu hỏi. Cùng câu hỏi. Con ơi, con có biết bài nào của chú Huy không? Dạ, con thấy người ta hay nói, hay bảo chú Huy là có một bài hit. Nhưng mà con thấy nhiều người ca sĩ cũng đâu có bài hit nào đâu ạ. Nhiều người ca sĩ cũng đâu có bài hit nào đâu ạ. Hãy đến bên cạnh Huy nè, và hát lên cùng Huy nhé. Lời hát sẽ làm cho con tim ta thêm biết bao rung động. Dù lúc tôi vui hay buồn, đều có bao bạn thương mến, đều giúp tôi vượt qua bao nhiêu gian lao bao khó khăn. Chưa bao giờ em hãnh diện ngày hôm nay luôn á. Tiếc được tôn vinh em. Cái cảnh này là cắt riêng gửi email cho em nè. Ok. Để em đăng chứ. Rõ ràng. Con có biết là nickname mới của chú Huy năm nay là gì không? Dạ con chưa ạ. Vậy mà nói thích. Yêu thương nhau mà không tìm hiểu nhau thì không còn gì nữa. Thường dễ đi lắm. Chú Huy năm nay tên mới rồi nha con nha. Dạ. Mr. Yellow. Rồi ai là người suối người còn lại đi Thi? Dạ con ạ. Rồi ai là chị? Dạ con là chị ạ. Ok. Dạ. Rồi tại sao bạn này lại mê cái môn này? Dạ tại vì con rất là thích mang tiếng cười tới cho mọi người ạ. Tại mọi người cuộc sống này đau khổ quá nhiều, có nhiều điều để suy nghĩ nhiều, nên là cần những cái tiểu phẩm hài hay cái gì đó để họ xả stress vậy. Tại sao con người lại đau khổ nhiều theo con? Dạ, tại họ cố chấp vào những cái, hay là suy nghĩ nhiều về những cái vấn đề hàng ngày. Ý là tại sao con nhìn thấy cái gì mà con nói là dạo này con người hay đau khổ nhiều? Bộ cái chỗ con ở người ta đau khổ nhiều lắm hả? Dạ không, tại con thấy người ta buồn nhiều á. À, cái khu con ở hả? Dạ không, con thấy mọi người luôn á, đa phần là vậy. Các bạn có buồn không? Nè, có thấy không? Mọi người ở đây đâu có ai mà buồn nhiều đâu. Dạ, con sai ạ. Nè, tại sao chú Thành hỏi như vậy? Là tại vì chú Thành thấy là đúng là cái khu của con. Tại vì đặc biệt là bà con ở miền Trung. Dạ. Thì cái khu vực đó, cái mảnh đất nó cằn cỗi hơn. Dạ. Ha? Cái điều kiện để làm việc cũng ít hơn, nên đa số là bà con phải sống khổ. Dạ. Và quan trọng hơn hết là thiên tai nữa. Nhiều cái nó đến với người ta. Dạ. Nên không phải ai cũng hạnh phúc được hết, đúng không? Dạ. Mà đặc biệt người miền Trung là cái nhóm người mà vui tính nhất. Rất nhiều danh hài là từ miền Trung. Anh Hoài Linh mà Trường Giang cũng ở miền Trung. Ngay cả anh Đàm Vĩnh Hưng là cái người rất là hài hước. Mặc dù ổng là ca sĩ nhưng ổng rất là hài hước, cũng từ miền Trung. Mỹ Tâm cũng vậy luôn. Đúng rồi. Hồ Ngọc Hà cũng vậy luôn. Anh Quang Linh nhiều anh lắm. Anh Quang Linh tất Quang cả. Quang Dũng. Ủa vậy luôn à? Anh Quang Dũng là vui chơi mình đi. Quang Dũng không vui lắm. Rồi. Nhưng mà mình tính những cái người mà vui tính thôi đó, thì đa số mình thấy là họ đều đến từ miền Trung. Thì cho chú hỏi là cái nơi con ở thì con thấy là mọi người thường làm cái công việc gì để sinh sống? Dạ, mọi người đều làm nông hết ạ. Làm nông hết à? Dạ. Gia đình con thì sao? Dạ, gia đình con làm nông ạ. Vậy là cái từ cái chỗ đó tới đây nó là một quá trình làm sao tụi con tìm cái cách để mà đăng ký tham gia vô chương trình này? Dạ, con yêu thích chương trình này cũng lâu rồi, nhưng mà tại lúc trước con ở quê không có vào này được. Còn nay là con vào trong này cũng học rồi. À, là có cơ hội vô đây học nè. Dạ. Ở ngoài Bình Định có một món bún rất là ngon, biết bún gì không? Bún sứa. Không. Rồi, đó là Bình Định. Bún phở. Bún cua biết không? Dạ biết. Bún sứa chưa?
Uống sữa thì bình thường, uống sữa ăn nhiều. Chết à, uống sữa chết à. Đúng không à? Đừng giỡn à. Rồi, thi nha. Rồi, thời gian 60 giây bắt đầu. Tình hình bệnh nhân trên kia tiến triển như thế nào rồi? Dạ, bệnh nhân không có hít ạ. Thế bệnh nhân làm nghề gì? Dạ, ca sĩ ạ. Chà, ca sĩ mà không có hít, căng đấy. Mà bệnh nhân vẫn thở được chứ? Dạ, bệnh nhân tuy không có hít nhưng vẫn thở bình thường thưa bác sĩ. Tôi có phương án là nên mua hít cho anh ta. Cô thấy như thế nào? Dạ, nhưng mà chắc không kịp đâu bác sĩ. Tại bệnh tình của anh ta đang chuyển sang giai đoạn MC rồi ạ. Thế bệnh nhân có dấu hiệu gì đặc biệt không? Dạ, dạo gần đây môi của bệnh nhân đang chuyển sang màu hồng cánh sen ạ. Còn gì đặc biệt nữa không? Dạ, em thấy bệnh nhân cứ suốt ngày lẩm nhẩm 60 giây bắt đầu miết vậy á bác sĩ. Được lắm. Hay lắm. Được, cái này được. Có trí tuệ, có tri thức. Xa xe. Chịu. Cảm ơn ạ. Chúc mừng hai con được 2 triệu. Tiếp. Con thi tiếp à? Thi tiếp. Thời gian 60 giây bắt đầu. Ê, học bài chưa chơi game đấy? Bài dở nhiều vậy, biết gì đâu mà học. Thì mày học cái nào trọng tâm thôi. Sao tao biết cái nào mà trọng tâm? Đây nè, ngu quá à. Đó, mày thấy gì chưa? Nó chim nè. Chim là trọng tâm đó. Học đi. Đó, cái này cũng chim. Trọng tâm đó. Học đi. Cái này cũng chìm, trọng tâm luôn. Học đi. Đó, cái này nổi. Đem ra ngồi nắng phơi. Mày đừng nói, phơi xong rồi bảo tao học nữa nha. Tao ngứa gan lắm rồi đó. Không, ý tao là phơi xong cho mẹ mày nhóm lửa cho dễ. Chứ cái bìa vậy, học gì? Mày đâu á? Tao đem ra ngồi nắng phơi. Chứ mày ngâm ướt hết trơn rồi, lấy gì đâu mày học. Hết thời gian. Có ý nhưng không đặc sắc lắm. Dạ. À, đây là cái vấn đề về định nghĩa thôi. Có thể đối với tụi con thì đây là hài hước. Dạ. Thì nó không hẳn là không hài hước. Dạ. Nhưng mà cái hài hước nó ở cái mức độ là học sinh. Còn chúng ta đang thi một cuộc thi mang cái cấp độ là quốc gia. Dạ. Mọi miền đất nước, thấy không? Còn phải chinh phục khán giả cả ba miền. Dạ. Thì nó không đủ. Vậy thôi. Dạ. Nó chỉ là khác nhau về định nghĩa thôi. Thì cảm ơn các con ngày hôm nay đến đây rất là dễ thương, hài lịch sự, có tư duy, có suy nghĩ đàng hoàng. Mặc dù là không thành công nhưng mà chú Thành vẫn cảm thấy dễ chịu và thích cái cách tụi con trình bày trên sân khấu. Dạ. Dạ. Chúc cho con bé càng ngày càng có được những cái kinh nghiệm cũng như là những cái góc nhìn hài hước tốt hơn để con có thể tiếp tục cái niềm đam mê này nha. Dạ dạ. Cảm ơn hai chị em nha. Cảm ơn hai con. Con chào chú Trấn Thành, con chào chú Trường Giang, con chào chú Ngô Kim Huy và khán vị khán giả. Con chào chú Trấn Thành, con chào chú Trường Giang, con chào cô chú Ngô Kim Huy, con chào khán giả. Con bé này. Con là Nguyễn Ngọc Bảo Thơ, năm nay con 6 tuổi. Con học lớp 1, con ở vùng miền Kiên Giang. Con là Bảo Thơ, con ở vùng miền Kiên Giang. Hai đứa em xin đời. Ừ, hai đứa nói một lần thôi chứ có một thông tin nói hai lần chứ. Xin đời phải không? Dạ. Hôm nay ba hay mẹ đi theo mình? Dạ mẹ. Ba đâu? Dạ ba có đi ở nhà. Có ba chứ. Đi ba ở nhà. Ba bán. Ba bán gì? Ba bán bánh mì. À, bán mì ở đâu con? Dạ ở Hòa Thuận.
ở đâu? Hòa Thuận. Hòa Thuận ở Dòng Riềng đúng không? Dạ. Dạ. Bao nhiêu một ổ? Dạ con không biết. Đó, ngon không? Ba bán ngon không? Ngon. Ngon. Ừ, ngon mà mặt kỳ ha. Rồi mẹ con làm cái gì? Dạ mẹ con bán cơm. Ồ, ba mẹ con bán hết à? Sao vậy, bữa nay mẹ không bán cơm, mẹ đưa con đi làm chi vậy? Dạ, tại vì mẹ cho con đi mẹ không bán kinh nữa. Giờ mẹ cho con đi rồi lỡ mẹ lỗ rồi sao, bữa nay không bán cơm? Bà ngoại với ông ngoại bán. À, gia đình nhiều người quá mà. Chia nhau công việc làm đều đặn. Bình thường ông ngoại bà ngoại mà không bán cơm thì ông ngoại bà ngoại làm gì? Dạ ông ngoại canh xe. Canh xe, bà ngoại con làm gì? Bà ngoại bán bánh. Thôi lùi ra cho nó bán mọi thứ luôn à. Gia đình ẩm thực. Quán cơm của mẹ tên gì? Mẹ hả? Ừ. Quán cơm mẹ... nhà mình tên gì con? Quán cơm nhà con tên là gì? Ông Sáu Bà Sáu. Tên là ông Sáu Bà Sáu. Mà bà ngoại có bán bánh gì? Bánh oxy đi xì. À, snack rồi đó đúng không? Mấy cái bịch đúng không? Dạ. À. Bán nước nữa. Bán nước không? Ok, bán bánh bán nước rồi. Ai xúi cho con đi thi vậy? Con tự đòi đi á. Sao con tự đòi đi? Con coi cái gì mà con tự đòi đi? Con thấp hai chú. Coi chương trình gì mà thích hai chú? Thích thích ăn hài. Mà thích là một chuyện nha, còn diễn hài là một chuyện nha. Có làm được không? Nhắm làm được không? Được. Ở nhà con có làm thử cho ai coi chưa? Rồi. Có cười không? Dạ có. Ngon à. Ở trong lớp con nói chuyện với bạn bè con, bạn bè có cười không? Dạ, con không có nói. Sao trong lớp không nói chuyện? Cô con hỏi là con đi thức thức thân hại hả? Ờ, đi thi bạn bè trường rồi cô thầy cô biết không? Dạ biết. Rồi mọi người nói sao? Trong trường nói là thi sao rồi. Mẹ con nói sao? Mẹ con nói chứ đâu có biết đâu. Bây giờ quay lại cái quán bánh mì, xe bánh mì của ba tên gì? Tú. Cha con quán bánh mì là Tú. Tú hả? Bánh mì Tú hả? Cha Tú. Cha Tú. Cha con tên là Tú. Còn bánh mì là không có tên đúng không? Để người ta kêu là bánh mì ông Tú vậy thôi đúng không? Không luôn. À, mẹ con là bà cơm ông Sáu Bà Sáu. Không, mẹ con là tên Nương. Nhưng mẹ... quán cơm tên là ông Sáu Bà Sáu. Ông Sáu Bà Sáu là bán bánh. Rối dần rồi. Mẹ con tên Nương. Quán cơm bà Nương đúng không? Mẹ là tên Nương đâu phải là cơm Nương đâu. Chứ cơm gì? Cơm. Cơm thì nhà cơm thôi. Ok. Rồi. Thi nha. Rồi. Rồi hai con vào vị trí nha. Thời gian 60 giây cho hai con bắt đầu. Bóng bóng bóng. Bang bang. Lên ăn cơm vàng. Cơm vàng. Cơm bạc nhà ta. Cơm bạc nhà ta. Chớ ăn cơm hỏng ở quán A mà. Bởi tôi nghiệp ăn quán bạc chiến thắng vang dội. Anh cười em à. Anh cười em à. Cái con quả. Nhà nó bán cơm mà nó tấu cơm nhà ta hầm. Sao biết cơm bên đây cơm hầm? Ai chỉ con nói. Hồi nãy nó kêu bóng 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 mà nó ngoắt quy rồi tôi muốn chết rồi. Trời ơi trời chắc tôi chết. Có duyên thiệt, nhà nó bán cơm nó chê nhà tôi bán cơm hầm. 2 triệu. 2 triệu hợp lý. Tiếp. Có thi nữa không? Dạ đó. Thi nữa hả? Dạ. Thi nữa mà không cười là mất 2 triệu. Chịu không? Chịu. Chịu nghe. Rồi, bây giờ tụi con thi tiếp hay ngừng lại lấy 2 triệu nè? Dạ, thi tiếp. Rồi, thi tiếp. Thời gian 60 giây, bắt đầu. Lan ơi, mở cờ cho ăn. Không có ăn chua lỡ chó này đó. Ăn chua, đó, ăn muốn làm gì? Kệ ăn. Ăn chua cũng giống chó, ghê. Ủa, xem đi tu cạo đầu chứ vậy? Ăn hỏi kỳ quá rồi, đi tu phải cạo đầu chứ. Vậy hả? Vậy ăn cũng muốn đi tu, vậy ăn về cạo.
lại còn tóc vậy? Chị hả? Vậy về cạo lại. Cạo, cạo. Ăn cạo gì còn tóc nữa vậy? Ăn cạo gió mà. Trời. Tiếp tục, diễn cái khác. Đó rồi. Diễn cái khác, tiểu phẩm khác. Cái hồi nãy á. Sư phụ đánh thằng, có mới là thiệt, nó là giả đó. Sư phụ đánh thằng, có mới là thiệt, nó là giả đó. Giả. Giả. Giả, con có cái này. Sư phụ hợp đồng một chú đi. À, đau quá, đau quá, đau quá. Mà lỡ con giả mà nhất đồng. Hết thời gian rồi. Hai tụi con diễn mà tụi con ngó đồng hồ chi vậy? Ngó làm sao tụi con diễn được? Hồi nãy tụi con diễn mấy cái cạo gió này nọ mà tụi con diễn đàng hoàng là cười rồi đó. Đây con diễn con lướt nhanh quá, con nấu nhanh quá. Thôi, cảm ơn tụi con đến với chương trình nha, một kỷ niệm vui.